hơn so với cái không gian. Chỗ nào mà chúng ta có thể bị gọi là hơi bị... Các bạn lưu ý là đánh bút thật. Ok, xin chào tất cả các ông, và tôi quay trở lại trong video mới. Và như các ông đã thấy đây thì đây chính là mẫu Nugandam phiên bản Entryway nhưng được làm nhái Fakela. Thì cá nhân tôi thì tôi cũng không phải là một người thích Nugandam, thực ra thì tôi cũng không hoàn toàn thích lắm. Tuy nhiên thì vì nhà tôi ấy, thì tôi đã có mẫu Sigandam rồi và tôi khá thích Sigandam. Cho nên là tôi quyết định là sẽ sắm một mẫu Nugandam về. Mẫu HG của Bandai thì hiện tại nó đang thành hàng limited con mẹ rồi, cho nên là tôi không mua nữa và cũng không đáng để mua. May mắn thay thì các anh bên pháp sư Trung Hoa hay là anh hàng xóm Trung Quốc chúng ta thì đã nhái lại con hàng này, chúng ta sẽ có Nu Fighter. Tôi có phải bị ảo giác không, nhưng mà tôi nhớ trong anime và trong phim các thứ ấy, nói chung kiểu thế thì con này là RX93 nhưng mà làm gì có chữ A đây đâu nhỉ. Nhưng mà đây thì nó đánh thêm chữ A nữa. Còn tỷ lệ thì 1/114. Ok, cũng không có gì đặc biệt đấy. Con này thì được làm nhái Fakela lại để con Entryway của Bandai thôi, chứ cũng không gì toàn chữ Trung Quốc. Một số hình ảnh thứ thì cũng đã được thay đổi lại. Không biết các bạn nhìn thấy phần này không nhỉ? Đây, các hình ảnh thu nhỏ chính thôi. Tôi nghĩ là mấy ông cha nội này ông dùng chính cái con hàng Fakela này để ông chụp. Chứ không thì làm gì có chuyện phi phân ở chỗ này nó có bị nó kiểu cong cong kiểu này đúng không? Và một số hình ảnh pose trông khá ngớ ngẩn. Nên rồi chúng ta sẽ cùng mở ra để xem bên trong có những cái gì. Không biết các bạn, đây tôi sẽ chỉnh cái vị trí đây và hy vọng là cái mà ok, chúng ta sẽ mở ra xem bên trong nó có cái quần què gì. Con này tôi mua thì là phiên bản có đủ phân nail, cái phi phân nail của con Nugandam ấy. Rồi thì đây là cái gói đóng bọc. Thứ nhất là thì nó còn có chịu đóng seal ở phần bên này. Thành ra rồi, tí tôi sẽ được thêm bay tặng kèm này. Rồi, tí xem sau. Còn đây là hệ thống phụ kiện. Đấy để mấy cái runner mà tôi nghĩ là người ta nhét thì kèm theo. Thì nếu như bạn nào mà mua cái phiên bản mà nó không có cái, tức là bạn mua con mà nó nhái hoàn toàn của bên Bandai, thì cái con Bandai vốn gốc là nó không phải có cho thêm cái phần nail, nó chỉ có mỗi con Nugandam cùng với khẩu beam rifle và cái tấm khiên thôi. Thì tôi nghĩ đây là cái phần kiện bọc của con đấy. Khi mà bạn mà mua thêm cái kiện set cái phi phân nail ấy thì bạn sẽ có thêm đống runner như kiểu này. Ok, rồi bỏ gọn mấy cái thua của mình sang bên á, có bớt vớ tay. Tôi sẽ để tạm cái đống đồ đây để cho không bị vướng tay khi mình nhát làm video. Rồi thì đây là những đống runner bình thường, tôi nghĩ được cho thêm. Đây chắc là runner này chắc là khẩu beam mega launcher gì ấy. Đây là các chi tiết chui beam kiếm. Thế trong này chẳng lẽ trong này không có à? Hay là bốn hốc nó có mà. Rồi để tí tôi bóc ra, tí tôi sẽ bóc cái bọc này ra thì tôi sẽ xem qua. Còn đây là những cái tấm phi phân nail ấy, đây là micro runner của nó. Tại sao có chỗ nó lõm xuống mà chỗ nó không được lõm xuống nhỉ? Để chúng ta có hai runner giống nhau. Ok, rồi tiếp một cái runner các bàn tay thay thế khá là hay. Ok, mặc dù là tôi có đa phần nhà tôi chỉ có đám ibio bao vô tốt thôi, cho nên là có gắn vào cũng không gắn được. Đây là hai runner khá là giống nhau, cũng của cái phi phân nail của chính. Theo tôi nghe thì hình các ông đồn thì con này là được mấy con runner được bê lại thì con HG mà ra. Cái phần này bị rỗng à, tại sao lại rỗng nhỉ? Cái đây chắc là tờ giấy giấy lắp ráp phim phân nail. Đây là mấy cái đúng rồi. Đây cũng không phải tờ, nó chỉ kiểu hướng dẫn một chút thôi. Được rồi, tiếp cuốn sách hướng dẫn này. Nó làm dạng một nguyên một tờ giấy dài, một giải giấy dài. Ok rồi, tôi sẽ xem sau. Có ít cả màu đây nữa, cũng không gì đặc biệt mấy. Một cái runner nữa cũng lắp cho cái phi phân nail. Hai cái pad giống nhau à? Sao đây là chắc là mấy cái pad nó đúc theo kiểu metallic ấy, gần kiểu thế. Nhưng mà bạn hiểu mấy kiểu metallic của thằng Bandai nó sẽ đổ một cái giấy rồi để vân rất là nhiều. Chúng ta sẽ gọi đó là như cứt, chẳng hạn như là màu đỏ metallic. Nhưng Bandai cố làm kiểu đấy thì cũng là sẽ có màu đỏ metallic hay đỏ cứt cũng được.
Đây là mấy khớp giáp nối của cái fingernail này. Hai cái part này tôi nghĩ đoán là nó cho phần chân, mặc dù tôi không hiểu tại sao nó tách ra làm gì. Đây có mấy phần trục trong phần chân này thì tôi đoán là vậy. Hai bán chân ấy cũng có thể vậy. Đây là cái runner beam effect. Ngày xưa thì tôi tưởng là phần beam effect này là nó đúc nó bị lỗi lem, nó lem phần đường giải này ra. Nhưng mà sau khi tôi bóc ra, tôi quan sát thật kỹ ấy, thì cái con đây không phải là nó kiểu đúc bị lỗi, mà đây nó cố tình đúc bị lỗi. À, nó cố tình đúc như thế. Đây là hai phần đầu beam cho phần kiếm, còn đây là beam bình thường cho cái beam saber dự phòng của con Nu. Một cái sticker. Tôi thấy đề can cắt trên này thì nó cũng ổn ổn. Hy vọng là lúc dán lên nó không bị đần quá. Còn phần này thì tôi thấy trông hơi đần đần. Rồi đây là cái part gắn cho bazooka thôi. Còn đây là đống hệ thống fingernail để gắn vào bên trong cái con này. Ok. Tôi sẽ bóc thêm tiếp cái phần gói bọc to đục ngoài ra. Bọc ra xem trong bên trong có cái gì. Đây chúng ta sẽ có một cái bay action chất lượng nhựa thì cũng như khá như được bùi, và màu nhựa thì trông cũng hơi xấu tí, nhưng mà thôi rồi, nó cho tạ kèm thôi, tí tôi sẽ đề cập xem sau. Đây là cái part nó gắn cho phần mắt, à một cái part rất là bé, rồi tí tôi sẽ lắp ráp tôi sẽ biết nó là part gì thôi. Có vẻ như cái phần runner này nó bị cắt ra ở chỗ khúc này, nó độ rõ rõ được bị cắt cơ. Đây là những cái part theo bề mặt tôi nhìn thấy ở những cái part kia thì part này bề mặt nhựa in đúc tương đối ổn, khá nói chung tương đối là ổn, với những tuy là vân nó vẫn có, nhưng mà sau một phát kiểu pake như này thì tôi cũng không đòi hỏi mấy, nhất là nó không tệ đến mức mà tôi nghĩ trong đầu, kiểu thế. 093A1 này, còn cái tấm khiên này thì nó đúc kiểu cong cong ở trông hơi xấu xấu, nhưng mà theo giống anime thì như nó đúc cái kiểu này thì đúng rồi. Còn đây là những cái phát màu trắng giáp bình thường thôi. Cầm chất lượng nhựa thì cũng tương đối ok, ít nhất là nó không đến nỗi kiểu là quá là tệ ấy. Nên chúng cũng được. Tôi đã hy vọng, tôi đã nghĩ là nó sẽ rất là tệ. Và đây phần chân, bắt chân thì cái phần này bị dụng rồi. Vốn là cái quái này G-Grade nó thiết kế để mà bạn có thể bóc kiểu bấm các part ra ấy, và bạn không nhất cần phải dùng cái thua. Nhưng mà tôi không chắc lắm về vụ này, nên là tôi sẽ dùng một cái dao kiếm thứ cắt ra cho yên tâm. Hình như là cái part này được cắt ra được cái part này phải, để tôi lấy ra xem nào. Nếu tôi nhớ không lầm thì có vẻ là đây, đúng rồi, nó cắt từ phần này ra. Bảo sao chúng ta có thấy hai dải màu xanh và trắng này nó liên liên với nhau. Ok. Và đây là đống runner cho những cái phần part. Về chất lượng nhựa đúc bên ngoài thì theo tôi đánh giá là nó khá là tốt ấy, ít nhất về mặt nhựa cũng khá là ok. Tôi thì toàn chơi hàng Bandai thôi, đầu tiên tôi chơi còn hàng bootleg như kiểu này nên là tôi không biết đề cập nào. Nhưng về mặt nhựa thì nó tương đối khá là bóng, và lỗi nhựa cũng không có quá như mấy bạn thấy bên trong này. Tôi không biết các bạn nhìn thấy không, nhưng bên trong này thì nó tráng khá là mịn. Cái phần lỗi này thì không nói, nhưng mà bên trong những cái phần khe khớp này thì bề mặt texture nó khá là mịn và nó khá là mượt, nó không có vết xước gì cả. Tôi hơi bị bất ngờ điều này, mặc dù là lúc đầu tôi nghĩ là con hàng này thì nó sẽ lỗi khá là nhiều. Nghe có vẻ tôi đang bênh vực bọn ăn đại bọn Trung Quốc, nhưng mà chất lượng nhựa tốt thì tôi cũng sẽ nói là tốt. Để tí nữa tôi ráp thì nó sẽ như nào. Còn đây là một cái bộ đề can, không biết bóc ra tí nó dán thì nó sẽ như nào. Một số ông quả trên nó tệ. Cái đống đề can này tôi nhìn thì tôi thấy trông cũng tệ tệ rồi, nhưng mà sao được, cái sticker phần mắt thì cũng tương đối ổn. Tôi nghĩ đây là nó bôi ra từ con HG ra ấy. Cái đề can bôi ra con HG, hình như là con E2A nó không có đề can. Rồi thì tôi sẽ bắt đầu quá trình công đoạn lắp ráp và để xem chúng ta có thành quả thế nào.